Meta cho biết Meta AI sẽ triển khai tại 21 khu vực mới trên toàn cầu. Từ ngày 9 tháng 10, trợ lý ảo AI của Meta có mặt tại 6 quốc gia: Anh, Brazil, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Philippines. Trong những tuần tới, Meta AI sẽ cập bến nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam với ngôn ngữ tiếng Việt. Tuy nhiên, công ty mẹ Facebook không tiết lộ thời điểm chính xác cho từng thị trường. Các nước thuộc Liên minh châu Âu vẫn chưa thể dùng các công cụ mới của Meta do những lo ngại về quy định trong khối. Người dùng có thể sử dụng Meta AI trên web tại địa chỉ meta.ai hoặc trong các ứng dụng Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Chỉ cần bấm vào biểu tượng Meta AI hoặc gõ A+Meta AI trong cửa sổ chat để bắt đầu dùng tính năng này. Với 21 thị trường mới, Meta AI sẽ được cung cấp tại 43 quốc gia và hỗ trợ hơn 10 ngôn ngữ. Meta cho biết công cụ đang trên đà trở thành trợ lý AI được dùng nhiều nhất thế giới đến cuối năm 2024 với gần 500 triệu người dùng hàng tháng. Trước đó, ngày 1 tháng 10, trong chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch phụ trách đối ngoại Meta Nick Clegg khẳng định Việt Nam sẽ là một trong những nước đầu tiên triển khai Meta AI và dùng tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Cùng với việc kính thực tế ảo Quest 3S được sản xuất trong nước, Meta đặt niềm tin vào sự phát triển thành công của Việt Nam trong tương lai. Meta AI sẽ được triển khai tại 21 khu vực mới trên toàn cầu, bao gồm Việt Nam, với ngôn ngữ tiếng Việt. Công ty mẹ Facebook cho biết Meta AI sẽ được cung cấp tại 43 quốc gia và hỗ trợ hơn 10 ngôn ngữ. Meta đặt mục tiêu trở thành trợ lý AI được dùng nhiều nhất thế giới đến cuối năm 2024, với gần 500 triệu người dùng hàng tháng. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên triển khai Meta AI hoàn toàn miễn phí.